Vâng, xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em về được 3 mẫu ke góc vuông. Em sẽ có 3 kích cỡ như em để trên màn hình nhá. Từ nhỏ cho đến lớn sẽ có 3 kích cỡ. Em sẽ giới thiệu chi tiết và một lát nữa em sẽ báo giá luôn để cho các bác được cùng tham khảo về cái mẫu sản phẩm này. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Và trước khi nhận hàng, các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Hôm nay thì em sẽ chi tiết tới các bác 3 mẫu này, từ mẫu nhỏ cho đến mẫu lớn nhé. Để em có bóc sẵn ra và để trên màn hình để cho các bác được cùng tham khảo rồi. Cái mẫu này là mẫu to nhất này các bác này. Đây là cái mẫu số 75 này. Để các bác nhìn trên này nó có đánh số nhá. Đây là mẫu số 75 nhá. Còn cái mẫu này là mẫu số 25 này. Mẫu số 25 là cái mẫu nhỏ nhất nhá. Đấy, nó sẽ có 3 mẫu như thế này. Đây, cái mẫu này là mẫu 50 này. Đây, để em sẽ quay chi tiết cho các bác về 3 mẫu như thế này để cho các bác được nắm rõ được luôn này. Mẫu đầu tiên là mẫu 25 này, xong đến mẫu 50 này và đến mẫu 75 là cái mẫu to nhất nhá. Em sẽ chi tiết cho các bác lần lượt từng mẫu này. Trước tiên là em sẽ chi tiết về cái mẫu 25. Đấy, để em sẽ quay cho các bác về cái phần thông số để cho có thể nắm rõ nhá. Đây là cái mẫu 25 này. Đấy, đây nó có tất cả những cái hướng dẫn sử dụng cho các bác mình rồi. Đấy, các bác làm mà là thợ thì nói chung là các bác chỉ cần nhìn vào sản phẩm là các bác đã có thể là sử dụng được. Đấy, cái mẫu này là mẫu số 25. Đây em có bóc sẵn một chiếc. Để em sẽ đo chi tiết cho các bác luôn về cái thông số này để các bác có thể là tham khảo và để lựa chọn được một cái mẫu nào mà để phù hợp với công việc của mình nhá. Cái mẫu đầu tiên là mẫu số 25 này. Em sẽ kẹp cho các bác nhá. Đây, em sẽ sử dụng thước kẹp để kẹp cho nó thật chuẩn cho các bác này. Đấy, cái chiều này này. Cái chiều này là 7,2 này các bác này. Đấy, cái chiều này là 7,2 nhá. Các bác nhìn em đặt thước nhá. Đấy, cái độ dày này. Em sẽ đo cho bác về cái độ dày này luôn. Đấy, độ dày này là 15 này. Đấy, độ dày là 15 nhá. Các bác nhìn theo cái thước em kẹp này. Đấy, và đo cái khoảng cách này. Đây, em sẽ đo cho các bác cái khoảng cách này. Đây, khoảng cách từ đây qua đây này. Đấy, từ đây qua đây sẽ là 7,3. Đó, từ đây qua đây là 7,3 nhá. Và cái chỗ này nó có một cái điểm vát này các bác này. Nếu như mà đến hết cái điểm vát này nhá, đến hết cái điểm vát này sẽ là 8,4 nhá. Đấy, hết điểm vát sẽ là 8,4. Còn mà ở cái cạnh này này thì sẽ là 7,3 này. Đấy, cái mẫu này là cái mẫu nhỏ nhất. Đây là cái mẫu số 25. Đây, đây là cái bao bì của mẫu 25 này. Và cái kích thước thì là em vừa đo chi tiết từ các bác nhá. Đấy, thì với cái mẫu 25 này nó sẽ có mức giá là 70.000 đồng thôi nhá. 70.000 đồng. Và hôm nay thì em báo giá các bác thì là một cái mức giá là chưa bao phí ship thôi nhá. Một cái mẫu số 2 nữa, đây là mẫu số 50 này. Đấy, đây mẫu số 50 là như này. Đây, để em sẽ kẹp cho các bác về cái thông số luôn. Về cái trước tiên là cái độ dày này nhá. Đấy, đây. Độ dày là 10 mấy mấy đây. Độ dày là 17 này các bác này, 17,5 nhá. Chính xác là 16,5. Đây. 16,5 nhá. Độ dày là 16,5 này. Đấy, đây là em kẹp ở bên ngoài nhá. Còn nếu như mà các bác đo về cái độ dày ở bên trong này. Nếu như mà từ bên trong ở bên cái lỏng bên trong thôi nhá. Đây. Để em kẹp cho các bác cái lỏng bên trong này. Cái này nó có lâm châm hút nên là nó hơi khó kẹp chút. Đấy là bên ngoài này, nếu như mà bên trong này, bên trong là 11 đấy các bác này. Đấy, cái độ dày mà ở bên trong lòng ấy, bên trong lòng thì sẽ là 11 nhá. Tiếp theo là đến cái chiều này. Cái này nó là lâm châm nên là nhiều khi nó hơi đo nó hơi khó một chút các bạn. Đấy, cái chiều này đây. Chiều này là 8,7 này. À đâu, 8,6 nhá các nhá. Chiều này 8,6. Đấy, có nhìn thấy chưa? 8,6 này. Đó.
Đây, nếu như mà các bác đo sang đến đây thì nó sẽ là 11,1 này. Đó. Cái cỡ này là cái cỡ 50 thôi nhá. Để em quay chi tiết, cái này em đo chi tiết để cho các bác nắm rõ được về cái thông số. Đây cái 50 này. Đây là cái bao bì nó như này thôi nhá. Đây là số 50. Cái mã số 50 này sẽ có mức giá là 100.000. Rồi em chưa đo cái độ dày ở bên trong lòng của cái nhỏ này cho các bác xem. Đây em sẽ đo lại nhé. Đấy, cái độ dày trong lòng này. Đây, độ dày trong lòng là 1 này. Đấy, 1cm thôi nhá. Cái mẫu 25 này giá 70.000 này. Còn cái mẫu 50 này giá sẽ là 100.000. Và cái mẫu to nhất nhá, cái mẫu to nhất là cái mẫu 75 này này các bác này. Cái mẫu 75 này sẽ có mức giá là 130.000. Để em đo cho các bác về cái độ dày đấy luôn nhá. Đấy, độ dày này là 2,4 này. 2,4cm này. Còn đo ở cái lòng bên trong nữa nhá. Đây là cái lòng bên trong này. Đấy, cái này nó có lâm châm hút lên này, em hơi khó kéo thước một chút. Đấy, cái lòng bên trong của nó là 2 này, 2cm này các bác này. Đấy, em đo các bác cái chiều này. Cái chiều này là 11,3 các bác nhá. Đấy, chiều này 11,3 này. Tiếp theo đến cái chiều này nhá. Đây, cái chiều này là 10,5 này. Chiều này 10,5. Khi mà các bác kéo dài hết ra cái điểm vát này thì sẽ là 13,5 nhá. Đó. Đây là về cái phần thông số mà em vừa mới đo rất là chi tiết tới các bác. Cái mã to nhất này sẽ là giá là 130 nhá. Đây, cái phần bao bì đó đây này các bác này. Đấy, các bác có thể nắm rõ về thông số và kích thước để cho các bác có thể là lựa chọn một cái mẫu nào mà nó phù hợp nhất với công việc của mình. Mẫu nhỏ nhất là 70.000 này. Mẫu thứ hai, cái mẫu nhỏ nhất này các bác gọi là số 25 đi. Các bác gọi theo cái số thứ tự để làm sao mà bên em dễ chốt đơn để cho nó không bị nhầm mã thôi nhá. Đấy, các bác chốt mã 25 này, giá 70.000 này. Đây là mã 50 nhá. Đấy, mã 50 giá là 100. Đấy, còn cái to nhất là mã 75 này. Mã 75 giá là 130. Cái giá này là bên em chưa có bao phí ship. Đấy, khi mà các bác đặt mua thì các bác hãy gọi là ke gốc nam châm để bên em sẽ chốt đúng cái mã sản phẩm này cho các bác. Đấy, ngoài ra về ke gốc nam châm thì về các phụ kiện của máy hàn thì bên em cũng cung cấp và rất là nhiều thứ nhá. Chẳng hạn như là đây là cái kẹp mát nam châm này, các bác có thể bổ sung thêm một cái kẹp mát nam châm giá 40.000 thôi. Các bác đi chung để cùng một đơn hàng để các bác đỡ tốn phí ship nhá. Đấy, cái kẹp mát nam châm này giá 40.000 nhá. Và bên em có cái kìm hàn này, đây là một cái sản phẩm tương tác với mức giá 30.000 thôi, nhưng mà cái kìm hàn rất là ok các bác nhá. Đấy, cực kỳ là to, chắc khỏe này. Giá 30.000 một kìm nhá. Tất cả giá là chưa có được bao ship. Nếu như mà các bác đi chung một đơn hàng thì các bác cũng chỉ mất một lần phí ship thôi. Đấy, còn dây hàn nhá. Dây hàn thì là bên em có dây của Hàn Quốc, dây 16. Đấy, hàng dây xịn nhá, dây Hàn Quốc dây 16. Giá là 50.000 một mét. Tuy nhiên là về dây hàn là nó sẽ có dao động nhá. Dây hàn nó sẽ có dao động. Tất cả các sản phẩm em báo giá các bác bao giờ là cũng có cái mức dao động giá, có thể lay mai nó có thể lên hoặc xuống nhá. Còn em báo cho bác là theo báo giá theo cái thời điểm hiện tại thôi. Còn bác nào mà có nhu cầu quan tâm về những cái củ hàn này, để em bảo có cả những cái phụ kiện này nó sẽ đầy đủ hết cho các bác nhá. Đấy, cái củ hàn này đấy. À, cái dài, cái hình dài này thì các bác về các bác đấu vào dây, còn cái tròn này các bác đấu vào máy. Đấy, có loại to và loại nhỏ. Đấy, các bác cần cái loại nào có thể liên hệ bên em. Kể cả những cái kẹp hàn này em có này. Nói chung là phụ kiện máy hàn em có nhiều lắm, rất là đầy đủ để phục vụ cho tất cả các bác. Đấy, các bác mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai. Quay đầu số điện thoại mà em có để sẵn trên màn hình kia rồi. Đấy, các bác hãy điện thoại alo trực tiếp nhá, hoặc nhắn tin. Các bác nhắn tin điện thoại, nhắn tin Zalo đều được. Số thứ nhất là 0378487818. Các bác liên hệ số thứ nhất không được thì các bác xuống số thứ hai là 0989458200 nhé. Đấy, thì hôm nay em cũng tư vấn các bác về một số các phụ kiện máy hàn rất là ok và tiện lợi. Các bác quan tâm thì liên hệ trực tiếp bên em nhé. Và em xin được kết thúc tạm dừng video.